quà không? Dạ quà thầy. Số quà nào? Ủa, ý thầy hỏi là gì thầy? Nãy giờ con có thấy ngang qua đây chưa? Dạ chưa thầy. Chưa. Còn thấy không? Còn chưa, anh mất tích luôn rồi thầy. Nó chạy qua mà không thấy mình, nó không thấy tụi bay ở đâu hết. Mày điêu không? Điêu. Nó nói qua, nó qua đây mà nó không thấy tụi bay rồi, xui giờ nó về à. Điêu quá. Nó nói nó gặp mày luôn rồi, gặp mày với con bóng nè. Dạ đâu có đâu. Rồi hai mày trả lời nha. Rồi anh lừa thầy phản bạn là không được rồi. Rồi thầy gửi vô chế cho. Chọn cho luôn. Hả? Chọn cái sảnh cà phê đi con. Chỗ này thầy sợ thầy ăn hết tôm à. Sao? Chỗ này của anh sợ thầy ăn hết tôm à. Cái này để trong đây đi con. Thầy cho mình lấy ra trước mấy món kia đi thôi. Để tủ lạnh á, hiểu không? Chưa tiện. Thấy sẵn cà phê đẹp không? Đẹp hơn đợt trước không? Đẹp hơn phải không? Sang hơn phải không? Dạ. Sửa rồi. Sang không? Sang. Qua đêm nay là còn 6 ngày nữa. Bạn này là cái ta đêm này. Thank you.
tài. Đợi bên thầy gọi vô. Đây, đây là sẵn cà phê nha. Thầy bật đèn lén cho con ít chừng anh cho đi. Giờ thầy nhường cho anh Sa ăn trước này. Nè, bà học nhai khè rồi. Nhiều tạo với thằng đó. Tẹt tất chân. Đây, gương mặt thân quen. Tham ăn có mà. Anh nữa không? Anh nữa không? Ngon quá. Nhanh đi đi. Ủa sao cái ly của thầy nước không có? Đây đây. Xách xô đá lên luôn. Xách xách xô đá lên luôn. Đã chúng ta lấy lần nào chưa sắp được học mình giờ mình lo trước mình tính chờ là có thứ hai giờ tao mới ăn được con. Anh có anh em được mấy con này? Con rưỡi. Thank you.
nó kiểu như có pha trộn kiểu như của một của thằng Hào với anh Nhã. Ấm được góc như Hào. Hào cũng có đời nhưng mà cũng nói những chiếc lớn nhỏ chứ không phải giống như này. Này lớn nhỏ nó bằng nhau. Thằng nào mà yếu yếu là nó chết. Người ta bốn mấy tuổi nó kêu bạn mà. Má của tao đấm nó nông á. Bây giờ muốn đi học lại đó, mấy cái bài già đó. Tối nay. Ừ. Cảm nhận thấy sang không? Sang đẹp đây không? Không phải. Nhìn nó kiểu như sáng sủa nhà. Sang trọng, sạch sẽ. Thank you.